Hôm nay mình vừa mới đặt một cái đơn hàng mãi mà nó không giao đến tay mình, nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận. Kỳ vậy ta. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Mẹ Trẻ Khỏe Baby Kubo Home nha. Ngày hôm nay đang là ngày nghỉ dịch số mấy rồi, mình cũng không có còn quan tâm đến thứ ngày tháng nữa. Chỉ biết là mong sao cho Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mau chóng khỏi bệnh lại, chúng ta mới có thể làm những công việc khác và trở lại cuộc sống bình thường nữa, đúng không? Ngày hôm nay hãy cùng với mình làm một cái món cực kỳ giòn tan và nó giống như là da cá pha ke vậy đó. Rất là ngon. Và còn đơn giản nữa, tại vì chỉ cần có hai nguyên liệu mà thôi. Hãy cùng bắt tay với mình vào bếp nha. Nguyên liệu thì nó thiệt siêu đơn giản luôn á, chỉ cần có hai thôi, đó chính là bánh tráng và một cái lá rong biển. Và cái lá rong biển này là do mình còn thừa lại do hôm bữa làm kimbap á. Bây giờ cần phải có thêm một cái đồ để đựng nước, mình nhúng cái mình bỏ xuống liền. Nhúng sau khi ướt cái bánh tráng rồi thì mình bỏ lên trên cái miếng rong biển và cắt liền nha, đừng có để lâu, không thôi lát nó dính dữ lắm, không thể nào mà canh được đâu. Nếu mà để thành dài dài giống y chang như là da cá pha ke cũng được, hay là cắt ngắn ngắn vậy cho nó dễ chín nha. Giờ thì ba la ra một cái chảo hay là một cái nồi gì cũng được hết trơn á, miễn có thể chỉnh lửa được lên maximum luôn. Để cho vô một cái nó bùng lên là mình vớt ra, chứ để lâu thì nó sẽ hút dầu ngược lại, lát ăn ngán dữ lắm. Mì sẵn với thấm dầu mà mình để dưới lầu lười lấy quá, thôi mình để qua cái bên nha cả nhà. Với lại sẵn có một cái bịch gọi là cái gì ta, bột phô mai hay là bột trứng muối gì á, thì mình rắc lên trên. Nơi mua thì mình sẽ để ở phía dưới comment cho cả nhà tham khảo nhé. Nếu mà lười cũng như là tiết kiệm thì đơn giản nhất là lấy cái gói bột canh ở trong gói mì Hảo Hảo đó, rắc lên ăn cũng siêu ghiền luôn. Thì mình sẽ giới thiệu luôn một cái món ăn vặt siêu dễ khổng lồ, thiệt sự là rất là dễ luôn. Mình chỉ cần có khoảng cỡ 100g đường, hoặc là cỡ nào mà mình thấy vừa rồi thì mình dừng lại hen. Tiếp tục là mình khuấy ở trên lửa liu riu thiệt ra nhỏ để nó chảy ra thành caramel như thế này nè. Tiếp theo mình sẽ cần phải có một nhúm tèo baking soda hay còn gọi là muối nở đó, cho vô và sẽ thấy nó phồng lên đó, phồng như vậy nè. Đến khi mà nó thấy phồng quá trời quá đất rồi á thì mình sẽ đổ ra một cái khuôn, hoặc không cần khuôn cũng được nữa, đổ ra một cái mặt phẳng nào đó mà mình đã có trải trước baking soda bên dưới cho nó đừng có dính. Rồi sau đó nó sẽ đông lại rất là nhanh, trong vòng 5 giây 10 giây thôi à, là mình có thể gỡ ra rất là dễ dàng khỏi khuôn như thế này. Mình sử dụng một cái khuôn nó hơi phức tạp, không biết tại sao lúc đó lại có thể chọn được cái khuôn đuôi cá nữa, mà không chọn cái khuôn gì nó dễ hơn. Hình như ở bên Hàn Quốc đó, người ta chỉ có lấy một cái đồ người ta ịn xuống là cái này là xong, thành cái bánh nhỏ nhỏ tròn tròn, còn này chi cho nó phức tạp, nó dính tùm lum tà la. Rồi đây, sau khoảng cỡ 10-15 giây, không có cần bỏ tủ lạnh luôn, để bên ngoài nó sẽ dính cứng lại và mình có thể tách ra khuôn dễ dàng vậy. Ăn thì nó ngọt ngọt, không có bị đắng đâu, bởi vì nó chưa có bị quá lửa, mình phải canh vừa tầm, giống như màu nâu cánh gián là mình lại lấy ra mình đổ rồi. Thì đây, dễ thương hơn cả nhà. Nhưng có một cái chuyện còn quan trọng hơn là bây giờ làm sao để mà cái lớp caramel nó dính ở trên nồi mình rửa ra được giờ ta. Này mới phức tạp nè. Và ở phần cuối video này sẽ dành để bóc phốt đó giỡn thôi, chứ thật ra đây là một cái đơn hàng tuy mình mua nhưng sẽ không giao đến tận tay mình, mà giao đến cho những cô chú bác anh chị đang có hoàn cảnh khó khăn. Nó sẽ gồm rất là nhiều những cái nhu yếu phẩm cần thiết trong cái mùa dịch này. Và đây là một cái chương trình đáng tin cậy, bởi vì được kết hợp giữa báo Tuổi Trẻ nè, Co-op Mart với lại Shopee. Cho nên nếu mà cả nhà có điều kiện thì hãy mua ủng hộ một phần quà này. Và chúng ta không có cần làm gì cả, chỉ cần thanh toán trước thôi thì sẽ có một cái đội ngũ các anh chị sẽ giao tận tay cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái kỳ đại dịch này nhé. Mình post mấy lần rồi mà Facebook nó cứ nói mình quảng cáo hoài, cho mình đành phải cho vào trong video. Mong là cả nhà sẽ xem được nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha.